Bây giờ nó có sự kiện rồi, mời một người được 40.000, nó gấp 4 lần đó. Thì hiện tại bạn bạn muốn làm á thì bạn tranh thủ đi nha. Bạn muốn tăng like, share, comment, follow giá rẻ, hãy truy cập likegiatop.com. Một follow chỉ 55 đồng, một like chỉ 40 đồng. Hello, xin chào mừng bạn trở lại với channel của mình là Quốc Bảo đây. Thì mình sẽ trở lại với cái series đó là kiếm tiền online với Finhay. Thì mình đã có làm 5 cái video từ cái Finhay này rồi, mà đã rút tiền thành công rất là nhiều lần rồi. Thì video này là video thứ 6. Hiện tại Finhay nó đang có chương trình khá là khủng luôn. Đó là giàu vì bạn sang và dùng Finhay nhận 300.000 khi giới thiệu bạn bè. Đấy, khá là ngon luôn nha. Thì mình sẽ nói sơ về cái chương trình này cho các bạn xem để các bạn biết nha. Đấy, tính của nó chi tiết chương trình. Đây thì bạn gắn kéo xuống đi. Thì sẵn cái video này mình sẽ nói giờ bốn cách kiếm tiền từ Finhay luôn cho bạn biết luôn. Bạn biết bạn kiếm. Là thời gian những cái chương trình là từ 22 tháng 3 2021 đến 22 tháng 4 2021, đó là vòng 1 tháng. Đây, bạn kéo xuống bạn nè, bạn sẽ nhận được 40.000 cộng trực tiếp vào cấu trúc mặc định. Đó là khi bạn giới thiệu một người thành công thì bạn sẽ được thưởng là 300.000. Trong đó là 40.000 là cái tiền cộng trực tiếp bạn có thể rút ra. Còn 260.000 còn lại thì nó sẽ cho bạn ba cái voucher. Một cái voucher thứ nhất á là khi bạn nạp 100 triệu vào đây thì bạn sẽ được hưởng 200.000. Cái voucher thứ hai là khi bạn nạp 50 triệu vào thì bạn sẽ được hưởng 50.000. Và cái voucher thứ ba là nạp 10 triệu vào bạn sẽ được hưởng 10.000. Và khi bạn giới thiệu thành công người đó vẫn được hưởng là 10.000 đồng. Đấy, cả hai đều có lợi nha. Nếu bạn chưa chơi chương trình á thì ở phía sau video hoặc ở dưới video á nó có một cái hướng dẫn cách chơi, chỉ cần làm theo thôi là bạn sẽ chơi được. Rồi, đây đua tớp luôn nha. Là người nào trong dành cho ba người chơi nè, khi bạn đạt giải nhất thì bạn sẽ được 5 triệu. Giải nhì thì được 2 triệu, giải ba được 1 triệu cộng với chương trình này luôn. Một ngày thì bạn giới thiệu được 30 người thôi. Một người thì bạn sẽ được 40 ngàn. 10 người thì được 400, 100 người sẽ được 4 triệu. Đấy, và cộng thêm từ này nữa, nếu bạn là người giới thiệu có nhiều quan hệ rộng thì bạn giới thiệu nhiều bạn sẽ được hưởng nhiều hơn. Đây cái số đây, đây là cái bảng chương trình này, rất là nhiều người là tham gia rồi nè. Bạn có thể đọc điều khoản này nọ luôn. Rồi, mình sẽ trở ra. Thì mình sẽ nói những cách kiếm tiền còn lại nè, mình sẽ cho bạn xem. Bây giờ sẽ vô cách kiếm tiền thứ nhất là cách kiếm tiền từ đầu tư. Bạn bỏ tiền vào đây để bạn kiếm tiền. Ví dụ bạn bỏ 2 triệu, 3 triệu vô đây thì nó sẽ sinh lãi cho bạn nè. Tổng đầu tư của mình là 3 triệu mốt. Tăng trưởng là 6 triệu tư. Mình đã kiếm tiền từ cái này là với Vinay này là vào năm 2019, vào ngày 27 tháng 2 2019. Đấy, bạn bỏ vào á, thì cái quỹ này Thiên Việt quỹ này nọ vân vân vì đó sẽ sinh lãi cho bạn, họ đi đem tiền bạn đi đầu tư đấy thì họ sẽ sinh lãi cho bạn. Thì bạn sẽ giới thiệu hôm nay nó sẽ biết chi tiết nha. Rồi, cách thứ hai là cách tích lũy, giống như gửi tiết kiệm đó, hay gì bạn ra ngân hàng bạn gửi tiền vô đó đó thì một năm bạn mới có thể rút ra được, đúng không? Rút ra thì bạn mới có lãi. Nếu bạn rút trước thời hạn thì bạn không có lãi. Ví dụ đi, bạn có 1 tỷ, bạn gửi vào ngân hàng một năm 6%, đúng chưa? Hoặc là bây giờ ngân hàng tiền ngân hàng thì có năm nó 6% thôi, ví dụ 6% đi, là bạn gửi vào một năm thì bạn sẽ được 60 triệu. 6% của 1 tỷ là như ta 10% là 100 triệu đó, 6% à đúng rồi, 60 triệu một năm cũng khá là bèo đúng không? Thì cũng được đó. Nhưng mà bạn nếu mà bạn gửi một năm á, kỳ hạn một năm mà bạn rút trước thời hạn thì bạn sẽ không được nhận được một đồng lãi nào hết. Đấy, thì Finhay này nó khác một cái, nó có cái tích lũy là bạn gửi vô ngày nó sẽ cộng tiền theo từng ngày từng ngày từng ngày. Đấy, lãi lãi một ngày là bao nhiêu 6% thì như tổng là 6%. Thì nhập lịch sử nè, 6% nha. Thì hôm lúc trước mình có làm một video mình gửi 70 triệu vào rồi nhưng mà lãi ít quá thì mình rút tiền mình đầu tư cái khác. Cái này dành cho như nào người nào mà có tiền dư á, mà không xài thì nhét vào đây, giống như gửi tiết kiệm thôi, nó sẽ tích lũy cho bạn và tiền nó sẽ nhân lên từng ngày từng ngày từng ngày. Cách thứ ba kiếm tiền là kỳ hạn 3 tháng. Không, này bỏ cái này đi, cái tích lũy với cái kỳ hạn này cũng giống như nhau mà. Rồi tới cách thứ ba là cách kiếm tiền từ hoàn tiền khi mua sắm. Đây, khi bạn mua sắm trên Shopee, Tiki, Lazada, Sen Đỏ, vân vân. Đấy, thì bạn mua bình thường thì bạn sẽ không được hoàn tiền, nhưng bạn mua thông qua cái app này á thì bạn sẽ được hoàn là phụ kiện 4%, thể thao 4%, 4% bên này, hết chưa? Ví dụ đi, bạn mua món là 10 triệu đi thì bạn sẽ được hoàn 4% hoặc 8% của cái món hàng đó, tùy vào ngày, tùy vào thời điểm, tùy vào chương trình khuyến mãi. Khá là ngon luôn.
thì bạn chỉ cần vào đây bạn mua thôi thì nó sẽ tự ghi nhận thì bạn đã mua, nó sẽ nó hoàn tiền vào đây cho bạn. Đây nè, mình cho bạn xem lịch sử của mình nha. Đây nè, mình đã mua đồ Tiki nè, phải không? Một đống luôn nè. Mình được hoàn tiền, mình mua Lazada mình được hoàn 59.000 nè. Tổng mình đã được hoàn là 202.000 rồi. Đấy, mình đã có rút ra bình thường nha, mình đã có video rút rồi. Bạn chỉ cần lên đây. Quốc bảo blog. Phiên hay quốc bảo blog. Thì nó sẽ ra 5 cái video, 6 video cho 5 video. 1 2 3 4. Cái video thứ video bỏ 70 triệu giờ phiên hay nè, mình các bạn xem, bỏ thời gian bạn xem nha. Mình đã làm mà chứng minh được cách rút luôn đó. Mình bỏ tiền vào đây để mình đầu tư. Đấy, thì mình đã có video rút tiền luôn, kéo xuống. Rút tiền thành công với phiên hay nè, thấy chưa? Một cái video này thấy chưa? Mình đã làm rồi. Bạn muốn xem cách rút tiền thì bạn click vào đây bạn xem. Chỉ cần gõ phiên hay bắp lóc ra thôi. Nhưng chữ S nó sẽ ok hơn nha. S nữa. Rồi nó sẽ ra mình công đó. Đây. Rồi. Thì muốn chơi á, link để phía dưới video, bạn click vào cái link đó thì nó sẽ có video hướng dẫn cho bạn. Đây. Video đầu tiên mình làm hướng dẫn đó, video thứ hai đầu tiên là hướng dẫn các bạn chơi. Rồi. Cái cách kiếm tiền thứ tư là cách kiếm tiền giới thiệu bạn bè. Hồi nãy mình đã nói đó, giới thiệu bạn bè hồi lúc trước đó, là giới thiệu có 10.000 thôi, mình sẽ cho bạn xem lịch sử giới thiệu của mình nha. Bạn chỉ cần kéo ở trên cái biểu tượng cái hình nè, click vào hiệp vào nó nha. Kéo xuống nó có phần mời bạn bè nè. Đấy, thì bạn chỉ cần sao chép cái link của bạn thôi, thì bạn đăng ký qua link của mình thì bạn sẽ được thưởng 10.000. Đấy, đây nè, mình tổng cộng là mình đã mời được 572 người rồi. Đấy, lúc trước là mời một người được có 10.000 thôi, mình cho bạn xem nè. Ây da, để kéo ra. Đây, thông báo nè, hai lúc mà chưa có sự kiện đó, mời một người được có 10.000 thôi, thấy chưa? Mình mời rất là nhiều luôn rồi nè. Bây giờ nó có sự kiện rồi, mời một người được 40.000, nó gấp 4 lần đó. Thì hiện tại bạn muốn làm đó, thì bạn tranh thủ nha. Hết 22 tháng 4 là không còn chương trình nữa đâu. Là chương trình này giúp cho bạn kiếm được rất là nhiều tiền luôn đó. Đấy, đó là 4 cách kiếm tiền với Finhay mà mình đã từng kiếm rồi. Đã rút tiền thành công luôn rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này. Bạn thấy hay, hãy cho mình một nút đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Bye bye.